Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại. Mình là Cám Lợn đây và chúng ta lại gặp nhau trong video của series Enatech. Hôm nay chúng ta sẽ nói một thứ khá là hot, đó là eSIM. Trước khi bắt đầu video này thì mình muốn cảnh báo trước các bạn là mình sẽ nhắc đến khá nhiều về các dòng iPhone mới như kiểu 10S, 10S Max, 10R. Và nếu xem xong video anh em có nhu cầu đổi sang eSIM thì có thể tham khảo của 7S, link trên phần mô tả video để mua iPhone về gắn SIM eSIM cho nó xịn nhá. Như các bạn đều biết, hoặc có thể các bạn cũng không biết, nhưng có thể các bạn đã biết nếu các bạn tìm hiểu Google. Còn các bạn không biết thì SIM, nó là viết tắt của cụm từ Subscriber Identification Module, có nghĩa là một cái module nhận dạng thuê bao, là thứ mà mỗi người dùng điện thoại di động chúng ta đều có. Lâu nay chúng ta đã trải qua nhiều thế hệ SIM khác nhau rồi. Từ thời kỳ đầu của điện thoại di động, chúng ta có những chiếc SIM to ngang những thẻ ngân hàng mà các bạn đang dùng bây giờ ấy. Nhưng do công nghệ càng ngày càng hiện đại, điện thoại nó càng ngày càng nhỏ đi và nhiều công nghệ tinh vi hơn. Thế nên một chiếc SIM nó cũng như vậy. Từ thẻ SIM cỡ lớn, chúng ta có tiếp theo là mini SIM, rồi micro SIM, rồi nano SIM, là cái kích thước mà phổ biến nhất hiện giờ. Nhưng mà eSIM, hay còn gọi đầy đủ là embedded SIM, là một con chip nhỏ được gắn bên trong điện thoại di động, gắn liền luôn. Nó có nhiệm vụ như một chiếc SIM nhưng bạn không thể gỡ nó ra được. Thì đúng là cái tên của nó mà, embedded SIM, tức là SIM gắn liền. Đầu tiên chúng ta hãy so sánh về kích thước đi. Về kích thước tổng thể thì một chiếc eSIM nó chỉ nhỏ bằng khoảng 1/4 khi mà so với một chiếc SIM nano. Cái loại SIM mà chúng ta đã từng coi là quá bé rồi, rất dễ rơi mất. Bởi vì cái viền xung quanh cái nano SIM nó chỉ khoảng tầm 1mm mà thôi. Thì bên trong chiếc eSIM này vẫn chứa đầy đủ các linh kiện cần thiết để nhận dạng thuê bao di động, giống như một chiếc SIM micro hay là nano. Nhưng mà nhờ vào công nghệ hiện đại mà các nhà sản xuất có thể thu nhỏ mọi thứ lại chỉ bằng vẻn vẹn một cái móng tay của ngón út của một đứa trẻ thôi, rất nhỏ. Vậy một chiếc eSIM hoạt động như thế nào? Cũng giống như SIM bình thường thôi, nó có khả năng nhận dạng thuê bao, cho phép điện thoại thu và phát sóng di động. Nhưng thay vì việc bạn phải tháo SIM từ máy cũ đổi sang máy mới mỗi lần thay điện thoại, thì bạn chỉ cần quét một cái mã QR được nhà mạng cung cấp từ chiếc điện thoại mới để eSIM nhận diện các thông tin cần thiết. Như vậy là số thuê bao của bạn đã được chuyển qua điện thoại mới. Nhưng mà thiết bị nào hỗ trợ eSIM? Xuất hiện lần đầu tiên là trên chiếc Samsung Gear S2, nhưng rất ít người để ý đến cái tính năng mới này. Khi mà nó xuất hiện trên chiếc Apple Watch 3 thì mới bắt đầu rộ lên, và gần đây hơn là chiếc iPhone 10S, 10S Max và 10R. Và cũng không mấy ai biết rằng chiếc smartphone Google Pixel 2 từ năm 2017 cũng đã có eSIM. Rồi ok, vậy thì nhà mạng nào hỗ trợ eSIM? Hiện tại Việt Nam đã có Viettel và Vinaphone là hai nhà mạng đã hỗ trợ đăng ký thuê bao eSIM. Và sắp tới sẽ là Mobifone. Cái quá trình chuyển thuê bao từ SIM thường sang eSIM nó cũng khá là đơn giản, và các bạn có thể vào website của các nhà mạng trên để tìm hiểu thêm thông tin. Còn ưu điểm và nhược điểm của eSIM thì sao? Ưu điểm của eSIM rất đơn giản và dễ hiểu. Thứ nhất là nó sẽ khiến thiết bị của bạn được thu gọn lại để dành diện tích cho nhiều thứ khác. Bởi vì cái máy này bây giờ đã quá nhiều linh kiện, đã quá hiện đại rồi. Ví dụ như chúng ta bỏ bớt cái SIM đi để tăng dung lượng pin, tăng kích thước loa hay thu gọn viền máy lại, vân vân và mây mây. Ngoài ra thì một chiếc eSIM cũng giúp cho chủ thuê bao quản lý bảo mật tốt hơn. Vì ví dụ chẳng may bị kẻ gian trộm điện thoại thì sẽ không thể nào tháo SIM ra, vứt đi để chặn cuộc gọi hay tắt sóng 3G được. Từ đó chủ máy này có thể sử dụng cái sóng di động để tìm xem cái chiếc điện thoại yêu dấu nó đang nằm ở nơi nào. Ngoài ra thì như mình đã kể trên thì eSIM cũng giúp cho chúng ta chuyển SIM từ máy này sang máy khác dễ dàng hơn mà không cần tháo SIM hay kiểu vật lộn tìm xem quay chọc SIM ở đâu. Nhưng đây đồng thời cũng là nhược điểm của eSIM. Cái mà hiện tại trên thị trường chưa có nhiều thiết bị hỗ trợ cái tính năng mới này. Đơn cử mới chỉ có dòng iPhone mới của Apple là 10S, 10S Max và 10R, cũng như Google Pixel 2, Pixel 3. Vì thế lựa chọn smartphone của bạn sẽ bị giới hạn khi bạn đang sử dụng eSIM mà muốn chuyển qua dùng một chiếc máy mới. Còn tương lai của eSIM sẽ ra sao? Theo như mình dự đoán thì nó sẽ rất là thú vị đây, khi mà nó có thể giúp cho những thiết bị không phải điện thoại di động trở thành điện thoại di động với kích thước cực kỳ nhỏ bé của nó. Ví dụ dễ thấy nhất đó là các loại đồng hồ thông minh hay vòng đeo tay thông minh, kể cả máy tính bảng hay thậm chí là cả laptop, khi mà chúng ta không còn cần khay SIM cồng kềnh cho những thiết bị này nữa. Và nhờ eSIM thì khả năng kết nối chúng ta sẽ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn khi bất kỳ các bạn đi đâu đều có sóng di động. Và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về eSIM, một công nghệ mới qua video Enatech số thứ bao nhiêu đó lần này, mình không nhớ số bao nhiêu nữa. Hy vọng mọi người thấy video này vui vẻ và thú vị. Nếu thấy hay có thể like video ở bên dưới cũng như bấm subscribe, chúng ta gặp nhau trong những video khác. Và ví dụ các bạn muốn mua một chiếc máy sử dụng eSIM như iPhone hay Google Pixel thì đến 7S, link dưới phần mô tả video. Tất cả các sản phẩm mà mình nhắc đến có sử dụng eSIM thì các bạn thể mua từ 7S, Google Pixel thì mình không rõ, bởi đó là hàng xe tay, nhưng mà chắc cũng có bán thôi. Còn bây giờ chào anh em.
Hẹn gặp lại trong các video khác. Bye bye.